con có biết trang điểm đâu, đi ra ngoài tiệm cho người ta làm. Có gì đâu, con tự làm cũng được mà. Sao không ra ngoài trang điểm cho nó đẹp con? Bữa nay là tiệc quan trọng đó, với lại con có biết trang điểm là gì đâu. Chuyện nhỏ với con Thỏ, cứ để con làm cho. Đợi con một chút. Bây giờ bắt đầu trang điểm nha. Kẻ lông mày thì dùng cây bút kẻ. Tiếp theo đó là chặt một góc 35 độ. Phần giữa lông mày và mắt thì dùng phấn màu đánh lên. Đánh càng đậm thì càng đẹp, càng đậm thì càng đẹp nè. Tiếp theo là tạo đường cho sống mũi cao hơn, cao hơn, cao hơn. Xong chưa con? Đợi con chút, sắp xong rồi. Nhanh lên mọi người chờ nè. Con xong rồi, đi thôi ba mẹ. Trời ơi, gì vậy? Có việc gì đấy bà chủ? Đấy, đứng im để em chụp phần cho. Tôi đã học cách trang điểm theo sách. Chị, mấy đứa mình nghe con dữ với chị. Rất rõ nét. Bữa nào kiếm lại cho anh coi nha. Em cho anh coi luôn. Từ nhỏ lớn đó là vậy rồi đó. Rồi sao? Tôi là tự tin vậy đó. Không ăn được luôn. Đúng là lọc ra sách vở mà. Cái này nhìn ở ngoài chắc mắc cười lắm á. Tại anh biết sao không? Từ nhỏ chị hai thích tập võ không à. Còn mấy chuyện khác á, chị hai nhìn nó sách vở mà làm. Thành ra nó mới như vậy đó. À, nhắc mày nhớ nha. Anh cũng từng gặp sự cố sách vở này với chị em là. Chuyện gì anh hai? Không biết có nên kể không ta? Nói đi, có gì đâu ngại. Lần đầu tiên anh hôn cổ á, anh nhớ lúc đó cái biểu hiện của cổ gì kỳ lắm. Hay là mình còn đây được không? Sao người ta có thể vô đây ngồi ôm nhau, hôn nhau vậy được ha? Phải á, mắc cỡ chết luôn á. Hay là mình hôn nhau được không? Một, nhắm mắt lại. Hai, há miệng ra. Ba, lè lưỡi ra. Bốn, đánh lưỡi xung quanh. Lần đầu tiên anh bị sốc vậy luôn á. Hai, ba, vô. Tôi nghe nói lúc này công ty ông hay đi Philippines lắm hả? Ừ, cô cũng thường xuyên lắm. Tại vì tôi có chi nhánh bên đó. Ờ, cũng lâu rồi mới gặp là chị Vân ha. Dạ, anh ăn vậy chắc anh cũng khỏe nha. Dạ, khỏe chị. Anh ăn con tôm rồi đi. Ừ, chút nữa đi em. Miếng không mà, nha. Vợ chồng hai người á vẫn tình tứ như hồi mới cưới ha. Tại tụi tôi muốn vậy mà. Đó, anh thấy ông bà xã, em phải học tập chị Vân, em phải chăm sóc cho chồng như vậy đó.
Ý anh là muốn em luộc tôm cho anh ăn chứ gì? Ừ, đúng đi. Nè. Không. Ngon không? Ngon quá. Cái gì? Luộc cho anh con tôm đi. Anh tự luộc đi. Em luộc giùm anh con tôm cũng được mà. Đi, luộc đi. Anh không có tài hả? Muốn ăn thì tự mình luộc đi chứ. À, vô một hai ba vô lâu lâu vô nhau à, vô nhẹ vô. Thôi chị, em mới đi học về cho em qua nhà chú Trinh Liên chơi chút nha chị. Ủa hôm qua em đi qua rồi mà. Em qua nữa. Ơ con chào chú. Dạ con chú mới về ạ. Làm gì vậy? Còn giận nữa hả? Em có biết là em quá đáng lắm không? Quá đáng cái gì? Chỉ là lột một con tôm thôi mà em cũng không làm được nữa. Em làm anh mất mặt với bạn bè của anh. Dám nói mình dù có chết đi sống lại cũng không bao giờ hấp dẫn được hả? Được rồi, tôi sẽ bốc lửa, tôi sẽ hấp dẫn cho anh coi, anh chống mắt lên mà coi nè. Tôi muốn mình trở nên hấp dẫn thêm. Hãy tư vấn giúp tôi hả? Đây là nghề của tôi rồi. Bạn cứ giao cho tôi, muốn tăng sức hấp dẫn thì tôi đây kinh nghiệm đầy mình. Tôi sẽ chỉ cách cho bạn. Làm gì vậy? Anh dám nói là có chết đi sống lại em cũng không bao giờ hấp dẫn quyến rũ được hả? Ngày hôm nay em sẽ làm cho anh tan chảy xương cốt. Làm gì vậy? Trước hết hãy liếm một cành hồng rồi đưa lên miệng ngậm lấy nó. Làm gì đây? Tiếp theo, cách mà tôi hay làm nhất là đưa hai ngón tay của hai bàn tay lên làm như tay thỏ rồi lắc lư qua lại một cách ngây thơ. Tôi tính làm gì vậy? Nói về hấp dẫn thì không thể nào bỏ qua vũ điệu Hawaii. Lấy hai bàn tay áp vào hai bên má rồi lắc hông một cách đầy quyến rũ. Răng xúc chuồng hả? Rồi phát ra âm thanh mang dạ chính là kêu cuối cùng. Thôi mà đừng có giỡn nữa. Anh đã tôi đã học cách quyến rũ theo chuyên gia tình yêu. Kết quả là chồng tôi bị ói. Con ơi, con nghe có chuyện gì hả? Chà, nhìn cá tươi thiệt ha. Ủa, cái này là cá hả cô? Đó rồi. Con không biết loại cá này hả? Lần đầu tiên thấy hả? Dạ, nhìn nó thấy ghê quá cô ơi. Nhìn nó ghê vậy thôi, chứ thịt của nó ngon lắm á. Nè, hôm nay con nấu món canh chua cho cô nha. Làm sạch á, là phải kỳ hết cái nhớt của nó mới được á. Dạ, cô ơi, con không biết làm con cá này. Gì?
Ờ cũng phải ha. Lần đầu tiên con nhìn thấy thì làm sao con biết làm được chứ. Dạ con xin lỗi cô. Có gì đâu phải xin lỗi, để đó cô làm cho. Nè, vậy con đi ra chợ đi, con mua đồ nấu canh chua cho cô. Dạ. Sao con không đi đi, đứng nhìn cô hoài vậy? Dạ, nhìn cô làm giỏi thiệt đó cô. Có gì đâu mà giỏi, nhỏ này. Con thấy lúc nào cô cũng mạnh mẽ quyết định mọi chuyện. Dưới tay cô mọi chuyện đều dễ dàng và gọn gàng hết. Làm gì bữa nay nhìn thịnh bơ cô dữ vậy? Dạ không, con nói thiệt mà. Thôi, đi chợ lẹ lẹ đi cô nương. Dạ. Chị ơi. Hả? Cho em qua nhà chú Julie em chơi một chút nha. Mà nhớ là đừng có làm phiền chú Julie anh nhiều quá đó nha. Em biết rồi, em dễ tranh tặng chú, cho nên là em phải đến khoe chú mới được đó. Nói vậy ăn cơm nha. Dạ. Ê, cái đồ đáng ghét. Đi đâu à? Mình qua nhà chú Julie anh chơi một chút. Thôi, mình đi nha. Ở đó có gì vui mà ngày nào mà cũng tới trơn nha. Ở vui lắm á. Cái đồ đáng ghét lớn, hôm nay có thịt sườn không? À không, bữa nay có canh chua cá đuối. Hôm nay chẳng có gì vui chứ. Cô ơi, cô học nấu cái món đó ở đâu vậy cô? Chắc là cô nấu nhiều lần rồi đúng không? Đâu có, lần đầu tiên cô nấu món này mà. Thiệt vậy hả cô? Ừ. Dễ ẹp chứ có gì. Thời buổi bây giờ hả, không biết nấu món nào á thì chỉ có lên mạng tìm cách học nấu là ra thôi. Cô á là cô ghét với mấy người mà thấy khó là bỏ cuộc á. Nấu cái gì phải nấu qua một lần rồi mới biết chứ. Dạ. Bà Mỹ à. Dạ. Bỏ vô nồi canh hai trái ớt. Hai trái. Cái gì mà có hai trái xào cay? Nhà mình đông người như vậy phải 12 trái mới đúng. 12 trái. 12 trái có ít quá không ta? Cá thì phải khử mùi tanh của nó. 8 trái nữa cho đủ 20. Canh chua cá đuối, canh chua cá đuối ngon nhất hệ mặt trời đây. Mời cả nhà. Nhìn thấy hấp dẫn quá. Con mượn cái muỗng con. Dạ hấp dẫn thiệt. Cái coi. Ngon và xuất sắc. Wow. Sao cay dữ vậy con? Cay lắm hả ba? Dữ luôn á. Để em thử cái. Ôi, em bổ quyền quá cái mày hả? Trời ơi, chị để cái thùng ớt đây hả chị? Mấy người này làm quá à mày. Thì phải bỏ ớt vô mới khử được mùi tanh của cá chứ. Nhưng mà bỏ vừa vừa thôi chị. Cay rồi nào. Em thử em luôn rồi đó. Em làm theo hướng dẫn trên mạng mà. Ôi làm cái gì mà cổng làm gì? Em nói không có sao mà. Hai đứa bay đóng phim Hàn Quốc á hả? Cô ấy bị trật chân á ba. Con cổng về mà cứ la hoài vậy nè. Dạ. Để nói không sao mà cứ làm quá lên à. Không sao thì được mà không sao, chân em đỏ hết kìa. Ủa cô bị thương hả cô? Nè vô lấy giùm cô cái túi đá để chườm nha. Dạ. Mà sao bị vậy? Con bị bong gân. Hồi nãy con dạy thể dục cho tụi nhỏ, tự nhiên cái bị nè. Trời ơi, cái này là phải đi bệnh viện khám con. Con có nói rồi mà cô ấy con chịu nghe đâu. Không sao đâu mà ba. Không sao gì, dòm là biết nặng rồi. Gọi điện cho thằng sĩ liền. Dạ, để con gọi. Thôi, đừng có gọi nó anh. Thôi thôi cái gì mà thôi. Gọi điện cho nó liền, để nó xong việc nó dễ, nó khám cho chị nó. Dạ, để con gọi. Không có gọi nó đang bận lắm. Thôi gọi. Ô cái thằng này, bây giờ mày nghe tao hay nghe vợ mày? Dạ, vậy để con gọi. Em nó không gọi là không gọi mà. Vậy giờ cuộc gọi hay không gọi bà? Vợ mày, mày muốn gọi gì mày gọi. Vợ con, vậy để con tự xử luôn. Đi, lên phòng. Làm gì vậy? Anh băng cho em. Trời ơi, em đợi thằng sĩ về mới băng. Anh băng không được thôi, đợi nó về. Đợi nó về mà. Không, để anh băng cho. Đợi nó về. Không. Đợi nó. Đau quá. Em mới nhấn nhẹ thôi chị đau rồi hả? Vậy là không ổn rồi. Chị phải đi bệnh viện khám liền. Hả? Trời ơi, có khi nào chị bị gãy xương không ta? Cái này em không biết.
phải đi chụp phim mới biết được. Sao mà phiền phức quá vậy? Phiền phức chịu phải đi, lỡ bị đứt gân hay là nứt xương hay gãy xương gì sao? Anh cũng đồng ý với ý kiến của cậu ba. Dạ. Phải đi bệnh viện thôi. Mà chị nè, chị làm cái gì mà ra đông nổi này dữ vậy? Hồi sáng nay chị chơi đá banh với mấy đứa học sinh, không cẩn thận cho nên mới bị đau nè. Chắc là ham quá chứ gì. Đàn bà con gái gì mà không ý tứ gì hết trơn. Chị cảm thấy ổn chưa? Trời ơi, đá hoàng ổn à. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Con gái con nữa mà vậy đó. Cái chân ra đâu mà đá vậy? Không đâu thì đá cái nào nữa. Chắc rụng phổi người ta quá. Xin lỗi rồi. Đưa cho em. Cậu à. Dạ. Bằng xong qua kiểm tra lồng ngực giùm tôi nha. Ê quá. Được rồi, sẵn tiện đưa anh vô chụp phim luôn. Nếu được vậy tốt. Dạ. Đó. Chị đã bị vậy rồi còn phun dữ quá. Biết rồi. Chị đang muốn nói chuyện với em nè. Chị làm gì vô phòng không có cửa vậy? Cái thằng này có biết là chị chờ lâu lắm rồi không hả? Tại sao xin nghỉ làm mà không nói cho chị nghe hả? Thì em xin nghỉ thì em xin nghỉ thôi. Nè, cái thằng này chị, em đang nói chuyện với chị hai em đó. Tại sao lại nghỉ làm hả? Trời chị ơi, mình xin nghỉ, mình thích làm nữa mình kiếm chỗ khác mình làm. Đi làm mà thích thì nghỉ. Em hay quá ha. Em có biết là cái chỗ đó khó xin vô lắm không? Trưởng khoa người ta thích em nữa. Nghỉ làm xong là làm ở đâu chứ? Em lớn rồi, em biết tự lo cho bản thân mình. Buông ra. Không buông. Em nghẹt thở quá nè. Không buông. Thôi mà, đừng có uống nữa được không? Em cũng đã làm hết sức mình rồi, có gì đâu phải buồn chứ. Bệnh viện mới gọi điện thoại cho em kìa. Em tính ở nhà hoài hả? Uống hoài thì có giải quyết được gì đâu chứ. Chị đá em một cái đi chị. Cái gì? Chị đá em một cái thiệt mạnh đi chị. Đá mạnh vô, biết đâu nhờ cú đá của chị em tỉnh ra. Thôi mà. Chị cứ đá đi chị. Chị đá vô đây nè. Sao? Có cần chị đá thêm một cái nữa không? Ông con, em tỉnh rồi chị. Buông em ra. Không buông. Em nhịp thử quá. Bây giờ em có nghe lời chị hay không hả? Được rồi, để em suy nghĩ lại. Buông ra. Buông em ra. Chị không cần biết em nghĩ như thế nào. Em mà nghĩ làm là em chết với chị đó, nghe chưa? Chị ơi, em hơn 30 tuổi rồi. Em lớn rồi, chuyện của em để tự giải quyết đi. Tóm lại là em vẫn muốn xin nghỉ việc đúng không? Cái thằng này chắc đá em một cái quá à. Gia đình là số 1, oh oh oh. Gia đình là số 1, oh oh oh.